Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin "Tôi chỉ thấy nước Nga của Putin rệu rã và cố tham vọng". Dự báo chiến tranh đang gần kề ở biên giới giữa Nga và Ukraine khiến châu Âu dường như sống trong lo lắng và căng thẳng. Dưới góc nhìn từ Ba Lan, nhà văn Trần Quốc Quân có bài bình luận về trạng thái này đã được đăng tải với tựa đề "Từ Ba Lan nhìn sang Ukraine, nghĩ về Nga và những người Việt sùng bái Putin". Mấy ngày nay, lo Nga tấn công Ukraine, cơ quan NATO và Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev đã chuyển trụ sở về và nhân viên về thành phố Lviv làm việc. Thành phố Lviv, miền Tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan. Ba Lan và Ukraine là hai quốc gia vừa là láng giềng với chiều dài biên giới chung 530 km, vừa có huyết thống của người Slovak cổ, vừa có lịch sử gắn bó lâu đời. Đây là hình ảnh bản đồ của Nga có thể tấn công Ukraine theo 7 hướng do Bộ Quốc phòng Anh đăng tải. Dân số hai nước tương đương với nhau, Ba Lan 37 triệu người, Ukraine 41 triệu người. Nhưng lãnh thổ của Ba Lan chỉ bằng một nửa của Ukraine. Ba Lan là 312.000 km2, Ukraine là 604.000 km2. Về mặt chính trị, Ba Lan hiện là quốc gia tiền đồn phía đông của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, giáp với Belarus, đồng minh của Nga. Gần như chắc chắn Ba Lan sẽ trở thành hậu phương phương Tây quan trọng nhất của Ukraine nếu chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Ba Lan hiện là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Tuy Ukraine chưa phải là thành viên của hai tổ chức quốc tế này, nhưng Ba Lan và Ukraine vẫn có mối quan hệ tương hỗ khá mật thiết về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Những năm gần đây có khoảng 1,5 triệu người Ukraine sống và làm việc tại Ba Lan. Theo đánh giá của Thủ tướng Ba Lan, lao động người Ukraine hàng năm đóng góp khoảng 0,5% tăng trưởng GDP của Ba Lan. Đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng nên đất nước Ba Lan cũng rất cần nguồn lao động, trí thức, tay nghề cao, lại gần gũi về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo từ Ukraine. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, chính phủ Ba Lan tuyên bố sẵn sàng mở cửa để đón nhận hàng triệu người tị nạn từ Ukraine nếu chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng phát. Gần đây, nhân chuyến thăm Kiev của bà Liz Truss, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, ba nước Anh, Ba Lan và Ukraine đã ký kết một liên minh an ninh ba bên nhằm ngăn chặn sự hung hãn của Liên bang Nga. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Văn bản đã có được Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh công bố trên mạng hôm 17 tháng 2 năm 2022 khi bà Truss đang có mặt ở Kiev và sắp sang Warsaw để thảo luận tiếp về an ninh vùng và gọi đây là nghị định thư về hợp tác ba bên. Sắp tới, liên minh này có thể có thêm ba nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ, bây giờ đang là thành viên của khối quân sự NATO. Trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, thì các nước thành viên NATO sẽ không động binh trực tiếp vì điều này dễ dẫn đến chiến tranh với Nga, như Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ sự lo ngại. Thay vào đó, NATO sẽ cung cấp ồ ạt vũ khí cho Ukraine, mà chắc chắn là qua biên giới Ba Lan và Ukraine sẽ là cửa ngõ chính để NATO đưa vũ khí vào chiến trường Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga về Ukraine, vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã chấp thuận bán 250 xe tấn công Abrams trong gói hợp đồng trị giá 6 tỷ đô la cho Ba Lan để giúp Ba Lan đối phó với những mối đe dọa hiện nay và trong tương lai ở châu Âu. Đây là một trong những hợp đồng vũ khí quan trọng nhất trong lịch sử của Ba Lan, là một thời kỳ mới rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và là sự tăng cường rất quan trọng khả năng phòng thủ của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz đã tuyên bố như vậy với báo chí. Giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang, Mỹ quyết định đưa thêm quân và vũ khí đến Ba Lan để trấn an đồng minh tuyến đầu NATO này. Một quan chức cấp phòng cấp cao của Mỹ vào ngày 11 tháng 2 cũng cho biết thêm 3.000 binh sĩ thuộc sư đoàn dù số 82, lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ những ngày tới sẽ rời căn cứ để đến Ba Lan. Binh sĩ Ukraine bên cạnh hàng loạt chiếc xe bọc thép vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chiến tranh. Và rồi thì sao nữa, mặc dù tình hình biên giới giữa Nga và Ukraine
gần một tháng nay nóng lên từng ngày, nhưng cuộc chiến tranh tổng lực dự kiến giữa hai nước láng giềng của Ba Lan hầu như chỉ diễn ra trong đầu các nhà lãnh đạo và trên các diễn đàn chính trị của quốc gia Ba Lan mà như chưa hề có trong cuộc sống thường ngày. Ở thủ đô Warsaw, siêu thị vẫn tấp nập người, tham gia giao thông công cộng vẫn hối hả. Quán xá, nhà hàng vẫn đông vui và rất ít ai hỏi nhau về tình hình đang căng thẳng phía bên kia biên giới. Nga và Ukraine đang bên bờ vực chiến tranh, nhưng lúc này việc đó không phải là mối bận tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đối với họ, tỷ lệ lạm phát do Cục Thống kê Ba Lan công bố tăng cao, cũng như giá điện nước và giá thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn và cuộc sống hàng ngày của họ, đáng lo lắng hơn rất nhiều. Đang sống trong tầm ngắm của tên lửa và bom đạn, trong mối đe dọa quân đội Nga tràn qua đánh chiếm bất cứ lúc nào, nhưng những người bạn tôi ở thủ đô Kiev của Ukraine hay thành phố Kharkiv biên giới với Nga không hề tỏ ra hoảng loạn. Thậm chí nhiều người còn thờ ơ, bởi hầu hết trong số họ đều không tin rằng chiến tranh sẽ xảy ra. Khi tôi hỏi có ý định sơ tán lánh nạn ở đâu hay không, các bạn ở Ukraine đều trả lời không. Và cuồng Putin, bạn là ai là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Lạ là chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa xảy ra trên chiến trường, nhưng lại đang diễn ra khá ác liệt trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam. Nhóm ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam mà nòng cốt là bộ phận cựu du học sinh Liên Xô cùng một số dư luận viên cuồng tín ở Việt Nam thì múa bàn phím hô hào quân đội Nga tiến chiếm Ukraine, một nước Cộng Hòa hơn 30 năm trước còn là anh em trong đại gia đình Liên bang Xô Viết. Một số kẻ còn hung hãn đòi làm cỏ thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy các đơn vị thiết giáp của Nga diễn tập gần khu huấn luyện Pokonos gần Voronezh vào ngày 26 tháng 11. Các bài viết về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine của truyền thông được gọi là chính thống ở Việt Nam những ngày qua đa phần ủng hộ Nga và Putin. Có nhiều nguyên nhân, hoặc là bởi chính sách của tuyên giáo quy định như thế, không thể viết khác. Hoặc đó là chính là tư duy, nhận thức của người viết thế, không thể viết khác. Rất lạ là Việt Nam có nhiều người không du học Nga mà du học ở một trong 14 nước Cộng Hòa, còn lại thuộc Liên Xô cũng tham gia trong nhóm ủng hộ Nga và Putin. Cũng rất lạ là Việt Nam có một số người du học Ukraine chứ không phải du học ở Nga cũng tham gia trong nhóm ủng hộ Nga và Putin. Rất lạ là ở Việt Nam có nhiều người chưa từng đặt chân tới Nga cũng như Liên Xô, họ có thể không yêu Nga cũng chẳng ghét Ukraine chỉ vì họ yêu chế độ Cộng sản Việt Nam, ghét Mỹ, ghét phương Tây mà tham gia nhóm ủng hộ Nga và Putin. Trong số những người ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam, đa phần không phân biệt được nước Nga và Putin là hai chủ thể khác nhau. Nước Nga của nhân dân Nga, nước Nga không phải là của riêng Putin. Tôi yêu đất nước Nga, dân tộc Nga, con người Nga và văn hóa Nga. Con rể tôi cũng là người Nga gốc Petersburg, nhưng tôi ghét độc tài tham quyền cố vị Putin. Putin không vì lợi ích dân tộc Nga và đất nước Nga, Putin chỉ vì lợi ích bản thân. Quyền lực của Putin và chủ quyền quốc gia của Ukraine ra sao? Tổng thống Nga Putin đang đẩy quan hệ giữa Nga và Ukraine đến bên bờ miệng hố chiến tranh với lý do buộc Mỹ, phương Tây và NATO phải đảm bảo an ninh cho nước Nga với những cam kết như NATO không được kết nạp Ukraine làm thành viên khối quân sự này. NATO không được tăng cường trang bị vũ khí và đặt tên lửa hạt nhân tại các nước Trung và Đông Âu. Thậm chí Putin còn đòi NATO phải trở lại nguyên trạng trước 1997, tức là NATO phải rút hết quân số và vũ khí khỏi các nước Đông Âu, được kết nạp vào tổ chức này sau năm 1997 như Ba Lan, Czech, Slovakia, Romania, Bulgaria và ba nước Cộng hòa vùng Baltic. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin. Để bảo vệ quyền lợi và quyền tự quyết của các quốc gia, Mỹ và các nước phương Tây cương quyết bác bỏ các đòi hỏi hết sức trịnh thượng và cực kỳ phi lý của Putin. Thực trạng hiện nay, các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay từ ba nước Cộng hòa Baltic, Ba Lan hay tàu ngầm hạt nhân trên biển Bắc đến Moscow chẳng lâu hơn bay từ Ukraine. Bài toán của Putin không muốn Ukraine tham gia khối quân sự NATO thực chất là nếu Ukraine tham gia NATO thì Ukraine thực thi chủ quyền với bán đảo Crimea mà Nga đã cưỡng chế trái phép. Và với hai nước Cộng hòa tự xưng là Donbass thuộc chủ quyền của Ukraine,
thì Nga không có cửa can thiệp. Vì quy chế của NATO là nước nào xâm phạm chủ quyền của một nước thành viên của NATO, thì NATO có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ. Cũng theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine là hai quốc gia có quyền tự quyết như nhau và hoàn toàn bình đẳng trước luật và thông lệ quốc tế. Nga không thể lấy quyền nước lớn để buộc Ukraine cũng như Mỹ và các nước phương Tây không được làm thế này mà phải làm thế kia theo sự áp đặt của Nga. Thật dễ dàng nhận thấy rằng Putin không muốn thả Ukraine vào thế giới dân chủ phương Tây và muốn kìm giữ Ukraine trong vòng cương tỏa của nước Nga, tuy đang rất rệu rã. Phải chăng tham vọng khôi phục đế chế Nga với sự thống trị của đại đế Sa Hoàng Nga đang là giấc mơ cháy bỏng và hoang tưởng của nhà độc tài Putin? Kính mời các bạn xem bản tin nhà báo Nguyễn Hải Nam vào tù vì chót tin tham nhũng không có vùng cấm. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hải Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Điều đáng nói là ông Nguyễn Hải Nam bị truy tố chỉ vì cái tội chót tin vào khẩu hiệu chống tham nhũng không có vùng cấm và dấn thân dành trọn tuổi trẻ của mình để chống tham nhũng như là lý tưởng, như là niềm đam mê. Blog Gió Bắc có bài bình luận đăng về sự việc này được đăng tải. Đây là hình ảnh nhà báo Nguyễn Hoài Nam, sinh ra và lớn lên trên địa bàn xã Bắc Giang, xã hội chủ nghĩa, đi bộ đội, xuất ngũ, làm báo và vận dụng kỹ năng kiến thức quân sự, trở thành nhà báo điều tra tầm cỡ, lôi danh sáng pháp luật, hàng chục vụ án tham nhũng, buôn lậu, tầm vóc quốc gia. Gần đây nhất là hai vụ án đình đám, vụ nhận hối lộ lập quỹ đen gần 5 tỷ đồng của Cục Đường Thủy Nội Đô, Nội Bộ và phá đường dây trộm tiêu thụ hàng triệu lít xăng dầu ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cung cách tác nghiệp của Nguyễn Hoài Nam cũng cực kỳ độc đáo, đã đơn độc thâm nhập điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ các đường dây tội phạm rồi đăng báo trước, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu như vụ quỷ đen ở Cục Đường Thủy, hoặc chủ động cung cấp cho cơ quan chức năng phá án trước đăng báo sau như vụ đường dây trộm cắp tiêu thụ xăng dầu. Chứng cứ của Hoài Nam thì cụ thể, đầy đủ hình ảnh, âm thanh, con người, địa chỉ, số lượng, thời gian cụ thể, như là người bưng mâm dọn sẵn cho cơ quan chức năng, chỉ cần sử dụng quyền lực trách nhiệm của mình, thò tay vào túi mà bắt tội phạm. Với slogan trên ảnh nền Facebook là quyết không thỏa hiệp, Nguyễn Hải Nam đã không ngại đấu tranh với ngay cả cơ quan chủ quản của mình, khi lãnh đạo trực tiếp là Phó Tổng Biên tập Đặng Việt Hoa ém không đăng những bài điều tra của anh và dùng bài về hợp đồng quảng cáo với đơn vị bị điều tra. Lãnh đạo của báo Thanh Niên cũng bao che và trù dập, phạt tiền, chấm dứt hợp đồng lao động. Nguyễn Hải Nam không ngại khởi kiện ra tòa. Tính cách gai góc, cương trực cả làng báo đều biết, nhưng với bản tay nghề nghiệp như vậy, nên sau vụ kiện cáo với báo Thanh Niên, Nguyễn Hải Nam vẫn lăn xả qua rất nhiều cơ quan báo chí đình đám của Việt Nam như Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, VTV, Pháp Luật Việt Nam v.v. và được trọng dụng với vai trò nhà báo điều tra. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, bài nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường Thủy Nội Đô của Nguyễn Hải Nam trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã gây bão dư luận và được hàng trăm tờ báo khác chạy theo. Đây là hình ảnh các bị cáo tại phiên xét xử vụ án quỹ đen tại Cục Đường Thủy Nội Địa thuộc Bộ Giao thông Vận tải hôm 19 tháng 10 năm 2019 ở Hà Nội. Theo nội dung bài báo thì các doanh nghiệp trúng thầu các công trình do Cục Đường Thủy đầu tư sau khi trừ thuế thu nhập phải nộp từ 5 cho đến 20% giá trị gói thầu ngay ngày đầu năm khi gói thầu được giải ngân. Số tiền thấp nhất là 90 triệu đồng và nhiều nhất là vài trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam. Ông Phạm Văn Thông, Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Thủy Nội Địa, và ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng khoa học và kỹ thuật Cục Đường Thủy Nội Địa vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến đây, cách hành xử của cơ quan điều tra và hồ sơ vụ án phát sinh nhiều mâu thuẫn. Thứ nhất, số tiền thu của 14 doanh nghiệp đưa vào quỹ đen được xác định là 4,8 tỷ đồng đã được nộp vào kho bạc để khắc phục hậu quả.
Theo kết luận điều tra, các cán bộ của Cục Đường Thủy Nội địa đã báo cáo giải trình không quyên góp ủng hộ tiền. Ông Hoàng Hồng Giang, tức là Cục trưởng, khai ủng hộ 5 triệu đồng. Bị can Vũ Mạnh Hùng khai ủng hộ 5 triệu đồng. Bị can Trần Đức Hải khai ủng hộ 400.000 đồng. Các cá nhân còn lại có ý kiến không quyên góp ủng hộ tiền. Như vậy, số tiền 4,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơ quan công an chỉ làm rõ được có 10,4 triệu đồng, còn lại không làm rõ cũng không kết luận gì. Đây là hình ảnh trụ sở của Cục Đường Thủy Nội địa tại Hà Nội. Thế nhưng đến nay, cơ quan điều tra đã có kết luận khoan dung thật kỳ lạ, như là bào chữa, thương tâm mà không có cơ sở pháp lý, là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy rằng việc họ khai không đưa tiền cho bị can Thông là tâm lý chung, sợ bị pháp luật xử lý. Bản thân họ là nạn nhân của tệ nạn tham nhũng hiện nay, là đối tượng bị các công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước nhũng nhiễu, gây phiền hà. Bản thân họ đều mong muốn công việc làm ăn cho người lao động. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không đặt vấn đề xử lý hình sự đối với 14 cá nhân trong này trong vụ án. Và thật oái oăm thay, nữa là lập luận nhân đạo xá tội đến mức Đức Phật sống dậy cũng lắc đầu lấy ấy lại được Viện Kiểm sát và Tòa án chấp nhận. Vụ án đưa nhận hối lộ to đùng như con voi với số tiền lên tới 4,8 tỷ đồng được xét xử nhẹ nhàng chỉ như ba con chuột. Và tội danh cũng rất nhẹ nhàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Lặng lòng tin là tham nhũng không có vùng cấm và với ý chí quyết không thỏa hiệp, Nguyễn Hoài Nam đã kiên trì tố cáo, đấu tranh với các cơ quan tố tụng yêu cầu khởi tố 15 tội phạm bị bỏ lọt trong vụ án Quỹ Đen ở Cục Đường Thủy Nội địa, bao gồm Cục trưởng Hoàng Hồng Giang và 14 cán bộ đưa hối lộ. Nguyễn Hải Nam đã cung cấp thêm chứng cứ băng ghi âm Cục trưởng Hoàng Hồng Giang gọi điện thoại chỉ đạo đàn em xóa dấu vết tội phạm có tổ chức hội họp bàn cách đối phó và thêm nhiều chứng cứ khác. Thế nhưng những người có trách nhiệm đã bao che, ém nhẹm, bẻ cong, chứng kiến, kiên định bảo vệ quan điểm nhân đạo của kết luận điều tra. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bên trái đang trao quyết định quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho Trung tướng Trần Văn Vệ hồi năm 2017. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Hải Nam đã tố cáo đích danh Trung tướng Trần Văn Vệ, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, và Trần Việt Dũng, Phó phòng 4C01, được giao thụ lý vụ án. Viện Kiểm sát cao cấp Nguyễn Thị Thanh Thú cũng không làm tròn chức trách bỏ lọt tội phạm. Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân vận Quốc hội, thời điểm ấy là một chuyên gia pháp luật tầm cỡ, đã tiếp nhận những quan điểm pháp lý và chứng cứ của Nguyễn Hải Nam và có văn bản chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhưng rất tiếc thay, vì tổ chức một đơn vị độc lập kiểm tra xem xét vụ việc thật khách quan, tổ chức hội thảo khoa học đánh giá lại cách áp dụng pháp luật lạ lùng, không có căn cứ của cơ quan điều tra. Bộ trưởng Tô Lâm lại giao cho văn phòng bộ và chính đơn vị bị tố cáo soạn văn bản trả lời. Cũng giống như điệp khúc, có sai nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Khi trả lời những vụ án bắt oan, truy tố oan, lần này điệp khúc muôn thuở vẫn có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhưng họ là nạn nhân của tệ tham nhũng, hiện nay là đối tượng bị các công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước nhũng nhiễu v.v. Và ông tướng Trần Văn Vệ và các cá nhân bị Nam tố cáo đã làm đơn tố cáo ngược lại Nam từ năm 2020. Nguyễn Hải Nam trở thành một đối tượng bị cơ quan mà mình tố cáo xem là đối tượng điều tra và chính thức trở thành bị can từ đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đáng nói là trong hoàn cảnh đó, trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Hải Nam vẫn kiên định lòng tin vào khẩu hiệu tham nhũng không có vùng cấm, vẫn nhiệt huyết tin tưởng mong đợi sự công minh chính trực của người lãnh đạo cấp cao. Sau đại hội đảng, Nguyễn Hải Nam đã reo mừng trước thông tin tái đắc cử của ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình, không phải bằng ngôn ngữ nịnh nọt bưng bô mà bằng niềm vui nhiệt thành của nắng hạn gặp mưa, sự hân hoan của thần dân chúc mừng minh quần xuất thế. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, Nguyễn Hải Nam đã có status rằng vùng cấm trong đấu tranh tham nhũng vẫn còn, cụ tổng ơi. Trong đó, Hải Nam đã viết rằng, hai ngày qua, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư, có gặp gỡ báo chí và chia sẻ những nỗi niềm của ông vì Việt nước. Trong đó, cụ kể có người mang vali đầy đô la đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương hối lộ. Cụ cũng cương quyết trong việc phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm. Có lẽ những người ngây thơ như Nguyễn Hải Nam bây giờ không còn nhiều.
Bài viết này không nhằm để cảnh báo những ai có lòng tin ngây thơ như Nam. Bài viết này nhằm trả lời cho câu hỏi vì sao càng chống tham nhũng càng nhiều, quy mô càng lớn và càng leo cao hơn nữa.